bệnh nhân này cũng không tránh khỏi những tác dụng phụ đã được bác sĩ cảnh báo từ trước khi sử dụng thuốc nội tiết để điều trị căn bệnh ung thư vú của mình. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ can thiệp, các triệu chứng này đã giảm. Truyền được 15 ngày thì bắt đầu là tóc tai nó bắt đầu tôi là nó rụng, sau đó là bắt đầu là kết hợp là bắt đầu chân tay là 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay nó rất là tê. Trước đấy thì bác sĩ cũng nói là có người phản ứng thuốc như này, có người phản ứng như này. Thì hầu như là ai cũng bị tê vậy thôi, ít người không bị tê lắm. Theo các bác sĩ, tất cả các thuốc nội tiết đều có tác động đến mục tiêu đích là các thụ thể estrogen của tế bào có thụ thể IA. Nó sẽ làm giảm lượng estrogen hay làm cho estrogen không gắn với thụ thể nội tiết hoặc làm giảm số lượng thụ thể nội tiết của tế bào U, giúp nâng cao hiệu quả điều trị ung thư vú. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị thuốc nội tiết, tùy từng loại, người bệnh sẽ gặp phải một số phản ứng tác dụng phụ không mong muốn. Một số những cái tác dụng phụ của các thuốc nội tiết mà người bệnh có thể gặp như là người bệnh có thể xuất hiện những cái cơn bốc hỏa, hoặc là người bệnh có thể biểu hiện là đau cơ xương khớp, hoặc là người bệnh có thể biểu hiện là khô da, khô tóc, khô âm đạo. Và một số những các cái tác dụng phụ hiếm hơn và thường gặp muộn hơn, ví dụ như thể có nguy cơ ung thư nội mạc tử cung, đặc biệt là trên những người bệnh lớn tuổi và những cái người bệnh mà sử dụng cái thuốc nội tiết kéo dài. Hiện tại thuốc nội tiết phần lớn được sử dụng trong thời gian là 5 năm cho giai đoạn sớm, hoặc là có những trường hợp dùng đến 10 năm, và có những cái bệnh nhân ở giai đoạn muộn, cái việc điều trị nội tiết nó kéo dài một cái khoảng thời gian rất là dài. Theo các bác sĩ bệnh viện ca, một số tác dụng không mong muốn với người bệnh ung thư vú khi điều trị thuốc nội tiết của tamoxifen gồm cơn nóng bừng mặt, khô rát âm đạo, tăng nguy cơ huyết khối, tĩnh mạch sâu và thuyên tắc mạch, tăng nguy cơ ung thư thân tử cung, đặc biệt ở bệnh nhân trên 50 tuổi và dùng tamoxifen đến 10 năm. Tuy nhiên, lợi ích của việc phòng tái phát ung thư vú cao hơn nhiều so với nguy cơ mắc các bệnh lý khác. Vì vậy, việc điều trị cần được theo dõi bởi các bác sĩ chuyên khoa ung thư để có biện pháp xử lý kịp thời. Mình cũng sẽ khuyến cáo cho bệnh nhân từng các cái phương pháp mà bệnh nhân có thể xử lý được ở nhà, cũng như là những cái phương pháp mà bệnh nhân phải đến viện. Ví dụ như đơn giản nhất là cũng khuyến cáo là bệnh nhân tập thể dục thường xuyên. Đấy. Hai nữa, đối với những bệnh nhân mà cân nặng lớn thì sẽ khuyến cáo bệnh nhân cố gắng để có một cái chế độ ăn để đảm bảo là cái giảm cân thì nó cũng sẽ giảm bớt được những cái đau xương khớp. Tiếp theo nữa là khuyến cáo bệnh nhân nên sử dụng những các cái thức ăn rồi các cái chế phẩm để bổ sung canxi và vitamin D. Đó. Và trên những cái bệnh nhân mà có nguy cơ bị loãng xương chẳng hạn, đấy thì mình cũng phải kiểm tra cái lượng canxi huyết cũng như là đo mật độ xương, là khuyến cáo bệnh nhân truyền thêm những các cái thuốc ibuprofenat để làm giảm cái nguy cơ loãng xương. Để đảm bảo hiệu quả điều trị, người bệnh cần phải theo dõi sát sao để thông báo sớm cho bác sĩ những triệu chứng và tác dụng phụ gặp phải. Từ đó bác sĩ có chế độ điều chỉnh phác đồ và xử trí hợp lý. Bệnh nhân không được tự ý dùng thuốc cũng như tăng giảm liều thuốc khi chưa có sự hướng dẫn từ bác sĩ điều trị.